Hi, xin chào cả nhà. Xin giới thiệu đến cả nhà cây nước huyền thoại của Nhật Bản. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là sáng thứ bảy, Dũng đang trên đường đến công ty để tăng ca. Hôm nay thì Dũng làm nửa ngày. Tiết bây giờ 3 độ, nắng nắng nhưng mà vẫn 3 độ nha. Sáng đi quên đổ rác chai rồi. Lát nữa chắc để thu hình. Đây, các bạn thấy cái túi xanh xanh này nè, để vào được. Để rác chai nhựa. Tới ngày định kỳ là đây sẽ có cái lịch đó, mình để đây, để như này nó cũng khỏe nè, để đây đây khu lịch hôm nay là 8 rưỡi, thứ bảy sáng 8 rưỡi thì người ta thu hết, nên là mình phải đỏ rác vừa thứ sáu. Không quay luôn chưa quá được. Đây là mấy cây lá vàng nè, có phải sao đây, cái trời lạnh quá nó rụng tay hết rồi. Mưa có trong thời tiết lạnh âm độ thì có mưa thì tập biết có nơi lấp phấp chứ không có dậy hình khác, tiết rơi dày nhiều khổ cho anh em trực đẹp không, tức là lạnh tiết rơi 1 2 ngày thôi mà còn rơi nhiều. Công ty mình làm buổi sáng, cây sáng là từ 8 giờ tới 12 giờ tạ bớt. Các bạn bình luận vô kênh mình hỏi sao mà đạp nhanh dữ vậy. Đó là bữa đó mình đi xe đạp điện Chợ Lâm, nay đi xe đạp rồi đạp đạp không hẳn rồi đó. Từ nhà mình đạp ra công ty thì bữa nay đạp nhanh á 10 phút, chậm á thì 5 phút nha, không xe lắm.
Ở bên này xe đạp cũng phải mua bảo hiểm nha các bạn. Được rồi chưa? Chiếc xe đạp này thì công ty mua bảo hiểm cho mình để mà khi va chạm giao thông rồi thì có mình bảo hiểm, họ sẽ chi phí hay gì đó. Nên là cái chiếc này là được mua từ bảo hiểm hết. Tỉnh mình đang ở thì là một trong những tỉnh mà có nhiều người Việt sinh sống, thì một phần là do thời tiết nó cũng thuận lợi nên là với nhiều công ty Việt sống ở Việt rất nhiều. Bắt đầu mình vô khu công nghiệp này. Trong này cũng như khu công nghiệp bên Việt Nam vậy, vô nhiều nhà máy xí nghiệp thôi chứ không có nhà dân ở. Chỗ này thì cũng đang thành lập cho nên là còn đất cũng trống khá nhiều, nước mặt ở bên đất cũng trống, thấy người ta đổ xe bằng lên rồi. Quay lại đây, đây phải là một cái đây là cái công. Kia là nhà máy sữa nha, cái lô sữa. À, phải là cái này không phải sữa nhưng mà là nước ấy tạo lập kiểu như Bokari vậy. Lâu quá rồi.
tàn lá luôn. Thôi, tới công ty mình tắt máy nha các bạn. Chúc các bạn một ngày thứ bảy nhiều sức khỏe, vui. Bye bye. Đây, sau một buổi sáng cày mình đã được gần 1 triệu bạc ha, chúng ta đi về 900 ngàn. À chưa, 900 ngàn hả? Ừ, sáng nay làm được 4 tiếng được 900 ngàn nha các bạn. Tiếp chậm thanh thoát, nhanh vậy. Vậy hả? Ok, chúc mừng em đã nhìn thấy được mặt trời. Đây, em này mà 3 tháng rồi chưa thấy mặt trời. Rồi, cháy hết rồi. Thôi đi hàng ba, mấy hàng công ty mình thấy đó, nói bây giờ hàng hai thôi. Khác đẹp lẹ giờ đi, đi chuyển nhà đó ta. Nãy ra coi thấy hôm nay là 13 độ. Lạnh lắm luôn, lạnh không? Dạ hả? Chuyển nhà đi, quay bên nhà của anh nè, bên nhà anh đi. Hết nợ hả? Hết nợ đấu vợ quay hả? Hả? Để hả? Để anh đăng cho 38 39 cái thành viên fan hâm mộ YouTube của anh biết là lương nó còn ế, đang tìm vợ. À đúng rồi, phát hiện đo các bạn với phiên dịch mới nha, thông tin này chính xác 100% do Hiếu đưa ra. Ủa? Cuộc chiến sinh tử này chỉ có một người chiến thắng thôi, ráng đi đo. Anh tin tưởng em với cái việc cái gì đâu bình thường, chủ yếu là cô ấy thôi, cô ấy ai gặp cô ấy thích cô ấy. Quan trọng người ta thích em thì sao cũng được, chứ còn người ta ghét em thì đừng có không ngoài đập người ta báo cảnh sát. Ủa định đi ăn cụm rau của Hiển hay sao mày ghét tôi nghe mùi rau vậy? Tường kia đi, em đi ngon lành nói chuyện với Lưng. Chia sẻ cuộc sống gian khổ của Lưng nhé. Vậy được rồi, Hiếu này nó đòi hỏi quá à. Tại Nhật đúng không? Mấy bạn này hút thuốc ghê luôn á. Kỹ chắc họ ép lực hay gì nên họ hút thuốc. Đúng rồi.
Ê, dẫn khán giả đi qua thăm vườn rau của Hiển, sẵn có gì trộm được thì trộm luôn. Ừ, thẳng luôn á. Sao thẳng luôn, ở đây vườn rau thẳng luôn, đi tới kia luôn á, công qua là ở đây vườn rau rồi. Để Hiếu ơi, chiều 2 giờ đi nữa Hiếu ơi, đói bụng lắm rồi. Ừ, cứ đi dạo luôn nữa. Đó, thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng. Nó nghi tự. Rồi đi, đi ra đâu có hiển nè. Đi ngang thôi, đừng nhìn thôi. Chứ đừng có đụng gì hết. Chết. Chắc giờ còn cái sườn không. Ồ, còn rau nhiêu nè, rau xà lách kìa. Ờ, cái cây cái gì nhú 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 lên kìa. Ông kêu trồng ké xuất hiện tỏi. À vậy hả, ké hả, Có còn ớt được, đó. còn thấy rau cải xà lách cũng ok kìa. Ở đây Cây ớt, cây bên đây cũng có xuất hiện nè. cái gì. Cây, nói chung là từ cái cây ớt đó, hai mấy cái Ờ thì ớt. cái ớt á, từ cái đầu kia anh bữa anh có vô lần đó, nhầu nhầu này. Từ cái bản mình cũng xuất hiện đó. Ừ. Dưới này nè, mấy cái con dưới cái đầy mương là mấy con gì, mấy tép. Có tép nữa. Ờ, cái tép với cái con gì đó, con rau phít á, đây nè, như cái mưa luôn á, Là phía con bốn chân. cái con mà bên Mỹ hay ăn á, cái con tôm hùm đất á. Rồi dưới mưa luôn nè, bữa đi vô đây đứng thấy nhiều khi dưới cái cống kia chắc cũng nhiều, giống như mấy cái tỉnh khác. Lạnh quá chắc quéo cò hết, ai giống đạt kìa. Ủa sao mình đưa như này quá, quay đường này Hiếu, quay đây. Ủa quay đây này, quay đây, quay đường dễ thương nè, nhanh đi. Ủa, nếu nó đi rút tiền ở đường này chứ ta. Trời ơi, cái cây này giờ nó cũng lén cũng đỡ 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 vô đây chơi xíu coi đỡ đi. Đi đường này về luôn đi. Đi đường này về đi ngang nhà mình á. À rồi rồi, để quay cho Hiếu đoạn nó gửi gì cho má đó. Đó, rồi ok, được rồi đó. Đâu có quay không? Lên trước mà đạp đi thôi, không có làm gì hết á. À, tới về anh cắt cái đoạn nào của có mặt có cái nick anh gửi cho. Rồi rồi ok. Lên trước đi. Ừ, để trời chắc điện đỏ rồi, điện đỏ rồi. Đi, ủa đi bên phải đường chứ.
Không, đi bên này đường nè, thuận hơn. Em đi thôi, em đi nhấn nhích ra ngoài lề xíu nha. Xong rồi anh á là anh sẽ đi phía trong này, kiểu phía chéo chéo vậy nè, đó. Sáng là không đổi. Lúc anh đi là anh mở lên thấy 3 độ. Thôi đi đi. Rồi thôi. Đừng chậm thôi. Cái đẹp vừa được. Rồi ok. Cái đẹp đều đều là được rồi. Cái độ nó muốn là đúng độ này Ừ, đoạn này à, độ nè. này đúng rồi, độ này đẹp á. Đây từ ok.